Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thượng tá Trần Anh Tuấn, trưởng công an huyện Lệ Thủy cho biết đã cho điều tra và triệu tập 7 đối tượng để lấy lời khai liên quan tới vụ nhóm đối tượng đến tận nhà hành hung dã man ông Ngô Văn Lư bất tỉnh, do làm thơ châm biếm giải bóng truyền địa phương và đăng bài thơ lên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi xông vào nhà hành hung ông Ngô Văn Lư do cảm thấy bị xúc phạm. Các đối tượng này coi thường pháp luật, hành động của các đối tượng đã cấu thành nhiều tội danh như cố ý gây thương tích, xâm nhập bất hợp pháp. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật sau đó sẽ củng cố hồ sơ xem vi phạm đến mức độ nào và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để gian đe thượng tá trần anh tuấn thông tin trong một diễn biến khác anh ngô văn Luyết, con trai ông lưu cho biết người nhà nhóm người đánh ba tôi có vào viện thăm hỏi đưa tiền muốn gia đình tôi giảng hòa giảm nhẹ sự việc nhưng tôi nhất quyết không thỏa hiệp không dung dưỡng cho những đối tượng có hành vi phạm tội coi thường tính mạng của người khác như Tiền Phong đã thông tin, tối ngày 10 tháng 10, khi đang ngồi ăn cơm với vợ và cháu, bất ngờ ông Lưu bị một nhóm đối tượng xông vào đánh bất tỉnh trên mâm cơm. Không dừng lại ở đó, nhóm người này còn cầm chân, lôi ông Lưu ra sân tiếp tục đánh đập cho đến khi hàng xóm láng giềng kéo đến can ngăn mới bỏ đi. Ông Lưu được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế với đa chấn thương, lúc tỉnh lúc mê nguyên nhân vụ hành hung được cho là do ông lư làm thơ châm biếm giải bóng truyền địa phương đăng lên mạng xã hội vì tổ chức thiếu công bằng dẫn đến khiếu nại và các đội bóng bỏ giải Mới đây, một sự việc nhặt được tiền tại chi nhánh ngân hàng rất hy hữu đã xảy ra. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1965, trú tại thành phố Pleiku, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10, bà Hiền từ chi nhánh ngân hàng Vietcombank đường Hai Bà Trưng thuộc tổ 5, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, về đến nhà thì phát hiện trong cốp xe có số tiền lạ hơn 100 triệu đồng. Không biết số tiền này từ đâu mà ra, nên ngay sau đó bà Hiền đã đến trụ sở công an phường Yên Đỗ trình báo sự việc đồng thời bàn giao lại toàn bộ số tiền trên cho cơ quan công an để tìm trả lại chủ nhân. Đến tối cùng ngày, Công an Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, số tiền 107,9 triệu đồng do bà Hiền giao cho Công an Phường vào sáng cùng ngày đã được bàn giao lại cho người làm mất. Qua xác minh nhanh, Công an Phường Yên Đỗ đã xác định chủ sở hữu số tiền hơn 100 triệu đồng trên là ông Lê Minh Phai, sinh năm 1965, cung trú tại thành phố Pleiku. Sáng ngày 14 tháng 10, ông Phai đã đến ngân hàng để rút 107,9 triệu đồng. Và khi ra về cùng thời điểm với bà Hiền, ông Phai đã bỏ nhầm số tiền vừa rút vào cốp xe của người này. Nhận lại tiền tưởng đã mất, ông Phai bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn bà Hiền cùng công an phường Yên Đỗ đã nhanh chóng xác minh trao trả lại tài sản cho mình. Lý giải cho sự việc trên, một cán bộ cho biết, rất có thể sau khi ông P rút gần 108 triệu đồng, liền mang tiền ra bỏ vào cốp xe của mình. Lúc ra khu vực để xe, ông P thấy xe máy giống xe của mình đang mở cốp nên ông P bỏ tiền vào cốp. Sau đó ông P điều khiển xe máy của mình nhưng không phát hiện đã bỏ nhầm tiền vào cốp xe người khác. Sáng ngày 15 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Dự và ông Hà Thế Anh, đều là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương, nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài ra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa cũng khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông lê quang trung nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng chính ông nguyễn văn truyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng chính ông mã văn thanh sinh năm 1962 nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện quảng sương và hoàng văn long sinh năm 1982 nguyên phó phòng tài nguyên và môi trường chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng yên huyện quảng sương các bị can trên bị khởi tố, bị bắt tạm giam do liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý. Trước đó, ngày 30 tháng 9 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Trần Văn Công sinh năm 1960, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương, Chu Đức Khương sinh năm 1979, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương, Mai Ngọc Tứ sinh năm 1970, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Trung huyện Quảng Xương, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính huyện Quảng Xương. Lê Đình Khoa sinh năm 1974, trưởng phòng kinh tế Hạ Tầng huyện Quảng Sương, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương và Nguyễn Văn Luyện sinh năm 1969, cán bộ địa chính Ủy ban nhân dân xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương. Được biết, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương và những cán bộ trên có liên quan đến vi phạm trong việc bán đất trái thẩm quyền xảy ra tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xuyên. Vào khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 10, trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Xe ô tô 29 chỗ, biển 86B 01628, chở nhiều thợ lặn, thuyền viên trở về sau chuyến biển, khi lưu thông hướng Mũi Né, bầu trắng, đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ, biển số 66A 02692. Sau va chạm, tài xế xe ô tô 29 chỗ tiếp tục tông vào vách tường đá của resort rồi đánh lái lao qua lề đường bên phía biển. Ô tô này tông vào cột đèn đường rồi mới dừng lại. Tại hiện trường, phần đầu ô tô 29 chỗ bể nát, tài xế bị thương và kẹt trên xe. Người dân cùng những người trên xe đã đưa tài xế ra ngoài. Hai xe cứu thương chạy đến hiện trường và đưa khoảng 7 người trên xe ô tô 29 chỗ đến bệnh viện. Ô tô 4 chỗ vỡ nát phần capo, tài xế an toàn. Ngay sau vụ việc, công an địa phương đã đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông để chờ lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Phan Thiết đến điều tra vụ tai nạn. Trước khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dù được phân cấp phân quyền về các địa phương, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chịu trách nhiệm ra đề, ban hành quy chế thi và thanh kiểm tra các khâu tổ chức thi chấm thi nhằm đảm bảo được chất lượng chung. Từ năm 2025, học sinh lớp 12 sẽ là lứa đầu tiên thi theo chương trình mới và đương nhiên phương án thi cũng mới. Thay vì cùng lúc thi tốt nghiệp nhiều môn, trong đổi mới phương án thi lần này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rút gọn số môn thi xuống còn 4, trong đó toán ngữ văn là môn bắt buộc và học sinh được lựa chọn hai môn trong số các môn còn lại theo năng lực của bản thân. Trước khi chốt phương án thi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến giáo viên, các nhà trường và nhận được sự đồng tình với lý do học sinh được giảm tải. Với chương trình bậc phổ thông tuyển sinh đầu cấp lớp 1, 6 theo tuyến, các trường học không được tổ chức kiểm tra đánh giá để tuyển đầu vào. Tuy nhiên, với định hướng phân luồng hướng nghiệp khi học sinh học hết bậc trung học cơ sở, các địa phương bắt buộc phải có phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Từ trước đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyền cho các tỉnh thành phố quyết định từ phương thức đề thi chấm thi, dẫn đến tình trạng mỗi nơi một kiểu không đồng đều, có nơi hết trung học cơ sở lên trung học phổ thông gần 100% có nơi học sinh chảy chặt học, thi vượt cấp gắt gao, áp lực vì chỉ có 60% em vào công lập bậc trung học phổ thông. Với phương án thi tuyển lớp 10 cho chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đã lấy ý kiến các địa phương trường học về việc sẽ thống nhất khung chung đó là tổ chức 3 môn thi gồm toán văn và một môn thi thứ ba trong số các môn còn lại. Các địa phương vẫn chịu trách nhiệm ra đề thi, tổ chức thi tuyển. Nhiều ý kiến cho rằng với một kỳ thi không nên bốc thăm, vốn dĩ có tính may rủi, mà thay vào đó cần định hình các môn học có tính chất quan trọng, làm trụ cột kiến thức, các môn bồi đắp giá trị khác như kỹ năng đạo đức pháp luật, từ đó mới xây dựng phương án thi đảm bảo mục tiêu cần đạt. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng Hà Nội cho rằng, giảm tài thi cử cho học sinh là rất cần thiết tuy nhiên trên thực tế dù có nói nhiều học sinh vẫn chưa tự giác học tập để phát triển bản thân đa số học sinh phụ huynh hiện vẫn có quan điểm tư tưởng là học để đạt điểm số cao thi đạt chứng chỉ có bằng cấp không phải học trang bị kiến thức tiến sĩ tùng lâm ủng hộ phương án treo trên đầu học sinh một môn thi thứ ba của bộ giáo dục và đào tạo là cần thiết trong bối cảnh hiện nay bởi lẽ thực tế nhiều năm qua học sinh sẽ chỉ học những môn để thi ngó lơ những môn khác điều này ảnh hưởng đến chất lượng học sinh khi lên bậc trung học phổ thông các em thiếu kiến thức nền tảng ở các môn khoa học tự nhiên khoa học xã hội để có thể lựa chọn các môn chuyên sâu cho tổ hợp xét tuyển đại học hay nói một cách khác đây là phương án để thầy không bỏ dạy trò không bỏ học Tiến sĩ Lâm nói, khi nào trường học quản lý chặt chẽ sát sao từ việc dạy từng tiết học, từng bài kiểm tra trên lớp thì có thể bỏ qua phần thi cử. Như ở nhiều quốc gia, họ không cần tổ chức kỳ thi tuyển sinh, đại học mà căn cứ kết quả học tập các môn. Tuy nhiên ở đó, họ đánh giá được chất lượng học thật. Còn ở mình, nhiều thầy cô cấy điểm làm đẹp học bạ cho học sinh nên khó có thể tin cậy được. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội chia sẻ, với chương trình mới khi lên trung học phổ thông điểm mới là học sinh được chọn môn học theo tổ hợp phù hợp năng lực bản thân tuy nhiên nếu không có nền tảng kiến thức các môn khối tự nhiên vững vàng học sinh sẽ chọn phương án an toàn ở các môn xã hội học thuộc nhà trường phải xem học sinh mạnh môn nào để tư vấn ghép các môn tổ hợp nhưng ít em chọn cùng lúc các môn cùng tổ hợp khoa học tự nhiên hay tổ hợp toán hóa sinh vì khó với kỳ thi tuyển sinh lớp 10, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Đức cũng băn khoăn nên tính đến chuyện đưa ngoại ngữ trở thành môn thi nhằm thúc đẩy việc học ở học sinh. Tuy nhiên, khi đưa thêm ngoại ngữ thành môn bắt buộc và chỉ có 3 môn thi sẽ tạo lỗ hỏng lớn đối với kiến thức nền tảng các môn tự nhiên xã hội. Trường hợp thêm phương án thi 3 môn cố định toán văn ngoại ngữ và một môn thi thứ tư cũng có thể vấp phải ý kiến dư luận thi quá nhiều môn gây áp lực cho học sinh. Do đó, phương án thi 3 môn và một môn bốc thăm như dự kiến là hợp lý. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên giới hạn số môn nằm trong danh mục bốc thăm.